Mời quý vị theo dõi bản tin cập nhật lúc 17 giờ với các tin tức thời sự trong tỉnh trên kênh truyền hình Thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Hôm qua, Thành ủy Biên Hòa tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 cho 105 đảng viên từ 40 đến 65 năm tuổi đảng thuộc Đảng bộ thành phố Biên Hòa. Trong số 105 đảng viên nhận huy hiệu Đảng đợt này, có 3 đảng viên nhận huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 13 đồng chí nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 54 đồng chí nhận huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 33 đồng chí nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng, 1 đồng chí nhận huy hiệu 45 năm tuổi đảng và 1 đồng chí nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Thành ủy Biên Hòa ghi nhận cống hiến của các đồng chí đảng viên được nhận huy hiệu Đảng dịp 2 tháng 9 đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của thành phố Biên Hòa nói riêng và tỉnh Đồng Nai nói chung, đồng thời bày tỏ mong muốn các đồng chí đảng viên được nhận huy hiệu Đảng tiếp tục nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, tích cực vận động gia đình và thân nhân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Ban Thường vụ Thành ủy Long Khánh mới đây cũng đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 năm 2024. Tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Long Khánh Nguyễn Bích Thủy đã trao tặng huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Anh Phương, hiện đang sinh hoạt tại Đảng tại chi bộ khu phố 3, phường Xuân An, thành phố Long Khánh. Đồng thời, lãnh đạo thành phố đã chúc mừng đảng viên Trần Anh Phương được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, tri ân và ghi nhận đóng góp to lớn của đảng viên được nhận huy hiệu và coi đây là vinh dự lớn, không chỉ đối với đồng chí được nhận huy hiệu mà còn là vinh dự đối với Đảng bộ thành phố Long Khánh, là tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ sau này học tập và noi theo. Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện Xuân Lộc vừa có buổi giám sát việc quản lý thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trong nhân dân tại xã Xuân Thọ. Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Xuân Thọ cho thấy, tỷ lệ thu gom xử lý rác thải trên địa bàn xã đạt 100%, trong đó hộ đăng ký hợp đồng với đơn vị thu gom chiếm tỷ lệ trên 90%, số hộ đăng ký xử lý rác tại nhà chiếm gần 10% và số hộ dân thực hiện phân loại rác tại nguồn đạt gần 50%. Các thành viên đoàn giám sát cho rằng, nhu cầu xử lý rác thải ở Xuân Thọ ngày càng lớn, nhưng nguồn lực của đơn vị thu gom còn hạn chế, dẫn đến tình trạng tiến độ thu gom chậm, rác thải còn tồn đọng, vẫn còn hộ dân không đóng góp phí thu gom rác mà lén lút vứt rác thải bừa bãi ở các khu vực suối, bãi đất trống và những nơi vắng người, gây ra tình trạng hôi thối, ô nhiễm. Nhân dịp Tết Trung thu năm 2024, chiều qua, Liên đoàn Lao động huyện Thống Nhất đã đến thăm tặng quà trung thu cho con cán bộ, công nhân lao động tại công ty CJ Vina AGRI chi nhánh Đồng Nai có trụ sở tại khu công nghiệp Dầu Dây. Đây là công ty chuyên sản xuất thức ăn chăn nuôi, 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc. Theo đó, Liên đoàn Lao động huyện đã trao 216 phần quà là bánh trung thu, mỗi phần trị giá 310.000 đồng. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn đối với công nhân lao động, kịp thời động viên giúp người lao động an tâm công tác. Huyện Cẩm Mỹ mới đây đã tổ chức hội thao kiểm tra nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2024. Hội thao thu hút 100 đội với trên 600 vận động viên thuộc các đơn vị cơ quan, trường học, ủy ban nhân dân các xã thị trấn và doanh nghiệp trên địa bàn huyện tham gia các nội dung thi như đội hình tổng hợp chạy 300m chữa cháy, cứu người và cứu tài sản cho lực lượng phòng cháy chữa cháy của các ban ngành, đoàn thể, lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở và đội hình máy bơm chữa cháy 25B phun tiêu điểm đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao. Kết quả hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất chạy 300m cho đơn vị Ủy ban nhân dân xã Thừa Đức, giải nhất đội hình máy bơm chữa cháy 25B phun tiêu điểm cho đơn vị Điện lực Cẩm Mỹ và giải nhất trang trí xe hoa tuyên truyền thuộc về đơn vị Ủy ban nhân dân xã Nhân Nghĩa cùng nhiều giải nhì, giải ba cho các đội xuất sắc. Quý khán giả vừa theo dõi bản tin cập nhật trên kênh truyền hình Thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.